hai thứ sau đây sẽ giúp bạn tối ưu không gian trong nhà tắm. Thứ nhất là tủ cánh kính kết hợp với gương soi. Bạn vừa có thể chứa đựng đồ đạc rất là gọn gàng mà lại có một chiếc gương soi thật là rộng rãi. Thứ hai đó là chiếc cửa rùa này. Với không gian nhà tắm không quá rộng thì chúng ta sẽ sử dụng cửa rùa thay vì sử dụng cửa mở nha các anh chị. Với chiếc cửa rùa này, điều đặc biệt thứ nhất là chúng ta chỉ sử dụng ray trên và không có ray ở bên dưới, cho nên quá trình chúng ta đi lại sẽ không bị va vấp và vệ sinh cũng rất dễ dàng. Nếu bạn muốn tối ưu không gian như vậy, hãy liên hệ với em để được hỗ trợ tốt nhất nhé.